samadhi giảm mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh, mục sa hoa đam. Về là mình đi thích hợp với samadhi giảm mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự nói dối, sura mê ra yam ma cha pa ma da tha na. Về là mình đi thích hợp với samadhi giảm mi. Con xin với những điều học là quy tránh xa sự uống rượu và các chất say. Anatipata Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicchacara Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Machapamadathana Veramani Sikkhapadang Sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Ibani ban cha sikkhapadani sadhu kang katwa ngappamade nani cakalang samarakhitappang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ráng quan duy hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Amapante, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh doanh tích sì lê na phu ca sâm bát an sì lê na ni phu tinh doanh tì ta man sì lăng quỷ số thát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhâm đất bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú sa thú lành thay, chúng con xin kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tâm quy vào ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamang gena vandeham badabang sung varuttamang butthe yokalito doso buttho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena vandeham dhammang cha duvi thang qua rằng dhamme yokalito doso dhammo kamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang gena vandeham sanghaṃ ca duvithottamaṃ saṅkhe yokalito doso saṅkho kammatu taṃ mamaṃ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng bích đến sư để sư tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phúc báo trong ngày hôm nay. Ạ.
Siracmime buddhase to dhari bhoto chidakhine vam angse mokkalano purato vidakartayam bachime mama anando kina sakva chatundisam samanta lokapala chinda deva saprammaka ete sanganupave nasabbe phaya upadhava aneka antaraya pivinasantu ase. Sa tu Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phất với trái kiền liên hầu, trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bộ phương a la hán để thích lãnh phạm thiên do lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Xin thị gia chân ạc gia tha xin tham ân tu xin tham ân tu xin tham ân tu y đăng phá lăng e ta smin rắc na ta ya smin sam bá sa đà na chê tạ xuống cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con xin chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Giờ con xin phép tụng kinh hồi hướng ạ. Akasantha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakkhantu sasanang akasantha cha pumattha devanaga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakkhantu no garu akasattha cha pummattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu jnatayo akasattha cha pummattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha cha pummattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu sono sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự gió thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cam măng ca ta bằng kỳ đi yang mama ca ye. Na qua cha mana sa ti da se su ga tăng ca tăng. Ye sa ta sanh ni no an ti ye cha san ta sanh ni no. Ca tăng bồ nhất pháp lăng bày hằng sắp bề pha ghi pha hoàn tu tệ ye tăng ca tăng su vi đi tăng đến năng bồ nhất bằng ma ya ye cha tăng ta na cha nan ti đề hoa gần tòa ni huệ đa dụng sắp bề lô ca mi ye sa ta chi quan ta ha ra hệ tu ca mà nhún nhang cô cha năng sắp bê la phan tu mama chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tướng được mà hướng an phước con hồi hướng dâng ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu
xin cùng thiên chúng đến hậu mạch ngày, có người làm phước được dày, lại đem hồi hướng hiện nay khâm cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thoa lòng. Y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đăng quả ta mê bùn nhăng a sa quả ca ya quả hăng hôn tu. Phước nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới hôm nay, con xin dâng đến tất cả chư thiên, chư phạm thiên trong 10 muôn triệu thế giới, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên theo hộ trì mỗi người chúng con, chư thiên hộ trì trong dung Phật giáo Nam truyền, chư thiên nữ trong ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên nữ trong xung quanh nơi này, cầu mong các vị phát tâm hoan hỷ thọ lãnh phần phước này để tăng thêm thiên sản thiên lạc. Con xin dâng phước này đến Ngài Trí Đức và Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ hiện diện trong dung Phật giáo Nam truyền, nguyện mong quý ngài, quý cô tu nữ thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành. Dạ, con xin chia đều phước này đến toàn thể đạo hữu có mặt trong dung đồng đều nhau cả tại sa thú sa thú. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, ngài đã vào dung. Dạ, bây giờ cũng đến giờ nghe pháp, con xin phép thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư. Ram ma cha lo ka thi pa ti sam pa ti ka tan cha li an thi qua rang a ya cha tha sa ti sa sat tap ba ra chek ka cha ti ka đề xê tu tham măng anu cam pi măng pa chăng sát tham ma phê đinh quy na danh cha ca yang su tánh cha bản tham a pi tham ma chăm măng a cô cha yan tô cha tu sạch cha đàn đâm bẩm bố ta này dê parisa ya mắt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhẫm vườn lộc giả ngài rời trơn sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thánh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Đà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ con xin thỉnh sư Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic đến ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ con xin kính dâng mic đến Thượng Tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Đà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa lượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức. Xin chào tất cả quý trung nữ, quý Phật tử. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phần tương ưng bộ kinh phẩm thứ hai, hai cái câu thứ tư và câu thứ năm, lời nói về chiến tranh. Và cảm ơn cô Như Quang đã bói bài.
Dạ, cô Pháp Môn Lào Cai Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, và sau đó sư sẽ giải thích, chia sẻ thêm về cái câu Phật ngôn này. Dạ, cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, con xin phép được thay mặt đạo tràng đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Ai ấy, cái video này khó nhìn quá, để con xem lại. Con xin phép được đọc kinh Tương Ưng Kosala phẩm thứ hai. Dạ, con xin phép chờ con một chút. Hai lời nói về chiến tranh. Chú ở Sa Quát Thí, vua Acha Tasatu, con bà Quê Đề Hí, nước Mạc Gà Thá, triệu tập bốn binh chủng gây chiến với vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, và tiến đánh Cà Xí. Vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, được nghe vua Acha Tasatu, con bà Quy Đê Hí, nước Ma Gát Thá, triệu tập bốn binh chủng gây chiến với ta và tiến đánh Ca Sĩ. Rồi vua Bá Xê Na Đí, nước Cô Sa Lá, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận ở Ca Sĩ chống vua A Cha Tá Sa Tú, con bà Quy Đê Hí, nước Ma Gát Thá, rồi vua A Cha Tá Sa Tú, con bà Quý Hí, nước Ma Gá Thá, tấn công vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá. Trong cuộc chiến trận, vua A Cha Ta Sa Tú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gá Thá, chiến thắng vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, bị chiến bại. Vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, lui về tại kinh đô Qua Sa Quá Thí. Rồi một số tỳ kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Sa Quát Thí để khất thực. Đi khất thực ở Sa Quát Thí xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Acha Tasatu, con bà Quý Đê Hí, nước Mắt Cá Thá, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, tiến đánh Cà Xí. Tôn vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, được nghe vua A Cha Tát Xú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gát Thá, gây chiến với ta, tiến đánh Ca Xí. Rồi vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận ở Ca Xí chống vua A Cha Tát Xá Tú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gát Thá, bạch Thế Tôn. Rồi vua A Cha Tát Xá Tú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gá Thá, và vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, sắp chiến nhau. Trong cuộc chiến trận ấy, vua A Cha Tá Sa Tú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gá Thá, chiến thắng vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, bạch Thế Tôn, bị chiến bại. Vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, rút lui về kinh đô của mình là Sa Quát Thí. Này các tỳ kheo, vua Acha Tasatú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gá Thá, là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. Và này các tỳ kheo, vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này các tỳ kheo, hôm nay trong đêm này, vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, trải một đêm sợ đau khổ của người bại trận, trận sanh thù oán, bại trận nếm khổ đau, ai bỏ thắng bỏ bại, tịch tịnh hưởng an lạc. Rồi vua Acha Tát Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, nước Ma Gá Thá, triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, và tiến đánh Ca Xí. Vua Bá Xê Ná Đí, nước Cô Sa Lá, được nghe vua Acha Sát Tú, con bà Quý Đê Hí, nước Mắt Gát Thá, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến ta và tiến đánh Ca Xí.
Rồi vua Pasenadi Nukosala sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận ở Kasi chống vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha. Rồi vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha và vua Pasenadi nước Kosala sắp chiến với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Pasenadi nước Kosala chiến thắng vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha và bắt sống vua ấy. Rồi vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: tuy vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ấy là cháu trai của ta, vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ binh của vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Magatha, và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi vua Pasenadi đi nước Kosala sau khi tịch thu toàn bộ tượng binh và chỉ thay cho vua ấy mạng sống. Rồi một số lớn vị tỳ kheo vào buổi sáng đắp y, mang theo y bát và đi vào Sawatthi để khất thực. Khất thực ở Sawatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến Tôn và ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala và tiến đánh Ca Sĩ, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala được nghe vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng gây chiến với ta và tiến đánh Ca Sĩ. Rồi bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala sau khi triệu tập bốn loại binh chủng dàn trận chống vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha. Rồi bạch Thế Tôn, vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha và vua Pasenadi nước Kosala sắp chiến với nhau. Trong cuộc chiến ấy, vua Pasenadi nước Kosala chiến thắng vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha và bắt sống vua ấy. Rồi vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: tuy vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha làm hại ta, dầu ta không làm hại ai, nhưng vua ấy là cháu trai của ta, vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha, và chỉ tha cho vua ấy mạng sống. Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi tịch thu toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của vua Achatasattu, con bà Quý Đê Hí nước Ma Gatha, và tha cho vua ấy mạng sống. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: vì nghĩ đến tư lợi nên mới cướp hại người, khi người khác cướp hại, bị hại lại hại người. Người ngu nghĩ như vậy, khi ác chưa chín mùi, khi ác đã chín mùi, người ngu chịu khổ đau, sát người bị người sát, thắng người bị người thắng, mắng người, người mắng lại, não người, người não lại, do nghiệp được diễn tiến, bị hại lại hại người. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, giờ con xin dâng mic đến Ngài Pháp Thanh để Ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Con xin kính dâng mic đến Ngài. Sa thú. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, cảm ơn cô Nghi Quang đã bóp bài và cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, xin cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập được tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thì trong cái bài số 4 và số 5 này nói về cái cuộc chiến, thì trong bài kinh ấy, thì nó có hơi lòng vòng, thành ra trước khi giảng thì sư xin tóm lược lại để quý vị nắm được cái ý nghĩa. Vua Asatatu đó là ở nước Magatha, mình còn gọi là Ma Kiệt Đà đó. Vua Asatatu này đó là con của vua con bà Widehi. Tại vì khi mà người ta nói cái đến cái bà mẹ đó, tại vì là có nhiều người trùng tên ha, trùng tên Asatatu và con bà Quy Đề Hy, thì cha của vua Asatatu là cái vua Tịnh Phạn, xin lỗi, vua Bình Sa Dương nha. Mà mẹ của vua Asatatu này đó là chị của vua Bassanidi, thấy không? Thành ra là cậu cháu chứ không có là xa lạ gì hết á. Nhưng mà đó ông Asatatu này đó là ở dưới tay ổng là có một cái đám quần thần. Cái đám quần thần này đó, họ có cái lòng tham lắm, cứ xúi dục ông vua này cái mưu đồ, bị ông vua này là trẻ mà, cho nên là xúi dục mưu đồ để mà xâm chiếm cái đất nước của vua Bassanidi. Thì hai cậu cháu đánh nhau hoài, nhưng mà là ông Asatatu này đó thì thường thường hay là cử binh qua đánh cái bên nước Kosala nha, cái bên kia đó xứ Magatha đó, gọi là Ma Kiệt Đà ha. Đó, con đức vua Tịnh Phạn nha, không xin lỗi, vua Bình Sa Dương nha, Bình Sa Dương nha. Cho nên là trong này là Đức Phật mới nói là vua Asatế Asatatu á, tại vì là cái người mà cái người mà ác dưới tay là những cái người mà nó tham lam ác thiện hữu, những người ác đặng lữ giao du với người ác không à. Cho nên là
là nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, giết vua cha là Bình Xa Dương, để đoạt ngôi, để đoạt ngai vàng. Rồi sau khi mà ông lên ngôi đó, thì một số cái quan đại thần nha, là toàn là những cái người mà cái tâm mà tham lam đúng không? Tối ngày dòm ngó những cái nước xung quanh, rồi là lâu lâu là suối vua A Xà Thế, A Cha Xá Tú đó, đi xâm chiếm đánh những cái nước Lân Quốc để mà chiếm đoạt đất đai rồi. Thì trong cái trận này đó thì vua Bát Xê Na Đí nước Cô Xá Lá thắng ha. Cho nên là nhà vua cũng có cái tâm tâm từ ha. Cho nên là tha cho A Cha Xá Tú và là tịch thu hết quân binh thôi, nhưng mà tha mạng cho về. Nhưng mà đó về sau đó khi 5-7 năm sau đó thì A Xà Thế quýnh nữa thì lúc này cái trận này đó thì A Xà Thế thắng, thắng xong cây cũng tha cho vua Bát Xê Na Đí Ba Tư Nặc là tịch thu hết quân binh, tha cho trở về. Nhưng mà vì lúc đó đó là lớn tuổi mà rồi già yếu rồi, bệnh tật nữa, cho nên là khi mà nhà vua mà đi về tới tới cái thành của mình á, thì bị vì chiến tranh mà quân lính nó căng phòng, cho nên là khi mà về tới cái thành á là tối rồi, ổng kêu cửa nhưng mà quân sĩ không dám mở, không dám mở, tại biết là phải thiệt là nhà vua không, sao mà nhà vua mà đi có đơn độc có mình, sợ là quân địch nó giả dạng. Cho nên là quân canh phòng cái kinh cái thành đó không mở cửa. Đêm đó lớp thì đói khát mệt mỏi già yếu, cho nên là đêm đó là nằm ở ngoài cổng thành, rồi vua Bát Xê Na Đí qua đời luôn. Thành ra đó quý vị thấy nè, từ hồi xa xưa cho tới cái thời hiện tại này đó, tại sao là những cái vị mà vua, những cái vị đứng đầu một cái quốc gia ha, những cái vị mà nguyên thủ đứng đầu một cái quốc gia, nếu mà những cái vị này đó không có cái tâm mà biết đủ ha, nghe lời là của những cái người mà quan quân thần ha, họ nói vô bàn vô tán ra đó, thì sẽ xảy ra chiến tranh. Mà khi mà xảy ra chiến tranh đó, thì ai khổ? Dân khổ, quân lính khổ, chứ mấy ông quan đại thần ông ở trong trong dinh thự có người hầu kẻ hạ, ông có đâu có ra trận đâu mà mấy ông khổ, phải không? Là những người lính, những cái người chiến sĩ, bộ binh, tượng binh, mã binh, rồi này kia nọ đó, xa binh rồi đó, mấy người này mới khổ. Là khi mà đi vào cái chiến trận á, thì phải sao? Phải có bị thương, chết chóc, mà đâu phải cả hai bên, cả hai bên đều tổn hại hết, chứ không riêng bên nào hết ha. Thành ra sao ta nói, một khi mà ông vua mà ra một cái lệnh mà tấn công cái đất nước bên kia ha, thì sao, thì biết bao nhiêu người lính phải hy sinh xương máu, phải không? Đó, bên này thì cố đánh để chiếm cho được ha, còn bên kia đó thì cố giữ cái đất nước, cái thành trì của mình đó. Cho nên là coi như là xương máu đổ ra biết bao nhiêu, rồi đâu phải là cái người lính chết mà thôi, rồi là gia đình, cha mẹ vợ con
những cái người lính này cũng khổ đau biết bao nhiêu. Cho nên là Đức Phật mới dạy những cái người mà vua chúa, những người đứng đầu một cái đất nước, đứng đầu một cái quốc độ đó, mình phải có cái đạo đức. Chỉ có những cái thời kỳ mà có các cái bậc mà chuyển luân thánh vương ra đời đó, thì lúc đó là dân chúng mới sống được trong cái giới, trong cái đất nước mà yên bình. Tại vì những cái vị chuyển luân thánh vương này đó, người ta cai trị đất nước bằng dương pháp, là lấy những cái giới để mà ta thực hành. Khi mà thực hành cái giới mà không sát sanh thì không có ai, vị vua nào mà ra lệnh mà phát động chiến tranh tấn công đất nước khác lên. Tại vì khi mà ra lệnh như vậy thì quân lính của mình á, đi giết chóc tàn sát đất nước của người ta. Rồi sao? Không phải mà tàn sát chiếm đoạt cái đất nước không, rồi cướp bóc của cải, bắt những cái người đàn ông đàn bà của cái đất nước mà mình vừa chiến thắng về làm nô lệ. Rồi ông vua ở trên này ra lệnh một á, thì ở dưới này á, quan quân á, nó là 10 ha, nó vô cướp bóc của cải người ta, rồi nào là giết chóc, rồi á là hãm hiếp phụ nữ này kia nọ, đủ thứ chuyện hết, gây ra nhiều cái khổ đau tan tóc. Rồi đâu phải mà nói gì vậy thôi, nhà cửa của người ta cướp bóc rồi nó châm lửa đốt luôn hả. Thành ra đó tạo nhiều cái khổ đau cho chúng sanh ở trong thế gian này nha. Đó thì quý vị thấy rằng á, không phải chỉ cái này xảy ra ở cái thời kỳ quá khứ không, mà ngay cái thời kỳ hiện tại này đó, những cái công ước, những cái luật pháp quốc tế nha, thỏa thuận với nhau, có Liên Hiệp Quốc đồ này kia nọ đó, có Hội đồng Bảo An đồ này kia nọ ha, nhưng mà sao cũng chịu thua khi mà họ có cái mưu đồ, cái tâm tánh mà họ để mà họ cố xâm lấn nước khác, cố chiếm đoạt thì bây giờ á, những cái công ước quốc tế, những cái Liên Hợp Quốc cũng chịu thua thôi. Quý vị thấy rõ ràng á, hiện thời bây giờ đó, khi mà cái tâm tham nó sanh khởi lên rồi đó, thì bằng mọi giá nó sẽ cố mà đạt được cái điều mà họ mong muốn. Bởi vậy người ta nói sao, khi mà những người điên nha, những người điên mà nó được ở cái ngôi cao, nó nắm quyền lực ha, thì khổ biết bao nhiêu chúng sanh nè. Nhưng mà những chúng sanh sao cũng do cái duyên nghiệp cộng nghiệp với nhau cho nên phải chịu khổ đau ở trong cái quốc độ đó ha. Đó cho nên á là chúng ta thấy rằng Đức Phật mới dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Tình thương, diệt hận thù là định luật thiên thu. Cứ đánh qua đánh lại. Bữa nay mình thắng người, người ta thua. Thì sao? Người ta thua thì người ta sẽ cố hiềm hận, nuôi cái quán thù đó rồi sao người ta cố người ta trả thù bằng mọi giá phải chiến thắng lại nha. Đó thành ra cái chiến tranh, cái quán thù nó chồng chất hoài nha.
chỉ cần hơn thua nhau một lời nói, à, chỉ cần hơn thua nhau một cái ánh mắt, cái nhìn, à, một hành động gì đó mà cũng có thể dẫn đến những cái án mạng, đúng không? Đơn giản thôi. À, cái nhà người ta đang đám giỗ, nhà ta đang đám giỗ rần rần, người ta đang ăn uống đãi đằng kia nọ, đúng không? Rồi cái đi đi lại cái làm tầm bậy tầm bạ, làm tầm bậy người ta, làm tầm bậy tầm bạ, rồi cái người ta nhắc nhở, à, ta nói đàng hoàng nhưng mà còn trở lại á, là hung dữ, à, đánh đập người ta, rồi sao đánh đập người ta thì người ta phải phản ứng, người ta phải tự vệ, người ta phải trả lại, à, vô tình đang cầm cái dao gọt cái cây, à, làm cho ông khác, rồi một đàn chết, à, một đàn phải đi ở tù, thấy không? Chứ thôi người ta đã mình sai rồi, mình làm tầm bậy rồi, thấy không? Mà người ta nhắc nhở mà mình còn không chấp nhận, mình không chịu, à, mình còn phản kháng, mình còn đánh người ta nữa, à, thì hỏi chứ sao mà nó không thể mà xảy ra được, à, cho nên á là ở trong cái thế gian, à, khi chúng ta sống, chúng ta thực hành, chúng ta phải có sự, à, tham nhẫn trước những cái chướng ngại của cuộc đời, à, đối với những cái kẻ ngu ở trong Phật pháp á, không phải kẻ ngu là nó không có học thức, nhưng mà cái kẻ ngu ở đây là cái gì? Cái người ngu là cái người mà miệng nói ác, ha, thân làm ác. Mà miệng nói ác, thân làm ác là gì? Từ cái suy nghĩ ác mà ra, ha. Chính vì cái tâm địa của họ đó nó không có hiền thiện, nha, cho nên là họ suy nghĩ những cái điều mà làm khổ đau, làm tổn hại đến người khác không, à, cho nên là cái người ác, ha, người ác ở đây á, à, người ngu ở đây á, không phải là cái người mà nó không có học thức, à, mặc dù nó có học thức cái địa vị rất là cao đi chăng nữa đó, nhưng mà ý suy nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác, thì đối với Đức Phật gọi cái người đó là cái người ngu, nha. Người ngu ở đây đó là gì? Là chính vì những cái suy nghĩ ác, những cái hành động ác, những cái lời nói ác này đó, thì chúng sanh này sẽ đi đến khổ cảnh, nha, trả những cái ác nghiệp, chịu khổ đau trong nhiều nhiều kiếp sống, à, cho nên ngu ở đây là người mà không có biết lựa chọn cái con đường tốt đẹp để mình đi, à, mà lựa chọn những cái con đường trong gai, à, đi vào những cái nơi thấp thỏi khổ cảnh, à, đó, thành ra là Đức Phật gọi là người ngu, chứ không phải cái người ngu mà theo cái danh từ thông thường, à, tục đế của thế gian, cái người ngu là cái, hay là cái người, à, không có hiểu biết, người, à, không có đi học, ha, đó, à, người dốt nát là cái nào không có học, không có, không phải, ha, người này dù có bằng cấp là tiến sĩ đi chăng nữa đó, nhưng mà những cái người này đó họ suy nghĩ ác, họ nói ác, họ làm ác, thì cũng là cái người ngu, ha, đó. Ví dụ gì thấy rằng những cái người mà họ chế tạo ra những cái vũ khí, à,
những vũ khí mà có thể giết người hàng loạt, rất là nhiều ha. Ví dụ chế tạo ra những cái bom, bom nguyên tử, rồi bom gì đó, bom hạt nhân, bom gì đủ thứ đó. Thì mấy người này họ có trình độ chứ, họ là tiến sĩ rồi này kia, họ kỹ sư rồi này kia, họ rất là nhưng mà điều cái họ làm những cái điều ác để tàn sát, tàn hại chúng sanh, gây những cái khổ đau, thì cũng là người ngu đó. Đối với những cái người mà Đức Phật gọi là cái người thiện trí thức, không phải là ở đây là người ta có bằng cấp cao rồi cái nọ, mà cái người thiện trí thức ở đây là cái người mà ý suy nghĩ thiện, miệng nói những điều thiện, thân làm những cái điều thiện ha. Những điều thiện là gì? Mình suy nghĩ về những cái để mà làm cho lợi mình lợi người, làm cho mình được an ổn tốt đẹp, mình hướng dẫn, mình giúp đỡ cho người khác cả tránh xa những cái khổ đau, cũng có được cái đời sống an ổn tốt đẹp. Đó là cái người thiện, người thiện bằng hữu, mình nên gần những người đó. Cho nên cái lời khuyên của Đức Phật á, là khi mà mình muốn có được một cái đồng đời sống tốt đẹp thì sao, thì mình phải tìm đến những cái người thiện trí thức, thiện bằng hữu. Rồi sao? Mình tránh xa, mình xa lánh những cái người mà người ngu hay là ác ác bằng hữu đó ha. Thì gọi là gì? Mình không có xu hướng theo kẻ dữ. Ngay trong cái bài kinh mà 38 điều hạnh phúc á, là cái điều thứ nhất, cái điều đầu tiên hết á, là Đức Phật dạy là không xu hướng theo kẻ dữ. Để chi? Để mình mới có cái tâm mình hướng về những cái điều thiện lành. Mình sẽ tìm đến các cái bậc thiện trí thức, thiện bằng hữu để mà mình học tập, thấy không? Còn cái người mà thiếu trí tuệ đó thì sao? Thì họ tham mê trong cái lợi lộc mà họ không phân biệt được cái thiện ác, thấy chưa? Họ xu hướng theo cả ác, là đi làm bạn với người ngu, đi làm bạn với cái ác bằng hữu đó đó. Cho nên á là chúng ta muốn đi đến chỗ sáng, không? Chúng ta muốn đi đến chỗ sáng thì chúng ta phải từ bỏ, không có thích thú hoan hỷ trong cái tối tăm, mà bây giờ mình phải cố gắng mình hướng đến cái nơi tốt đẹp sáng lạn, thì mình mới được an ổn. Còn bây giờ nói ôi đi ra ngoài đó làm chi, ở trong này cũng vui vậy ha. Mình thích thú, mình xu hướng theo những cái điều mà không tốt đẹp thì sao? Thì cuộc đời mình sẽ tăm tối khổ đau, sẽ đi đến những cái cảnh giới thấp thỏi, đi đến khổ cảnh đó. Cho nên á là ngay trong cái pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy để đi đến cái hạnh phúc đó, là chúng ta phải từ bỏ không có gần gũi với những cái người ngu.
hay là ác, ác bằng hữu ha. Đó, rồi phải cái tâm của mình ha, phải hướng đến những cái điều lành, à, những cái điều thiện, hay là gọi là cái tâm hướng chánh ha. Tâm hướng chánh thì chúng ta sẽ tìm đến những bậc thiện trí thức, à, những bậc thiện bằng hữu, à, để mà gì, để mình lắng nghe, mình học hỏi những cái điều tốt đẹp, mình mở mang trí tuệ, mình phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện ha, à, để mà mình thực hành theo, mình dung bồi cái trí tuệ thì sao, thì chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, đi đến những cái cảnh giới an ổn, à, không? Cho nên là cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải phải nhìn lại, à, những cái người mình đang đi theo ai, à, đang đi theo ai đó, à, tục ngữ nó nói hả, đi với Phật thì bận áo cà sa, à, hả, đi với ma thì bận áo giấy đó. Bây giờ á, mình phản tỉnh, mình xem xét lại mình đang đi trên cái con đường nào, à, mình đang đánh bạn với ai, à, nếu mà mình đi với Phật, đi với những người đệ tử Phật, à, thì mình sẽ được an ổn tốt đẹp, à, mình thực hành những cái điều lành, những cái điều thiện thì nó đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại, và sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, hạnh phúc, à. Còn nếu mà bây giờ á, mình phản tỉnh, mình nhìn lại, mình đi đang đánh đôi đánh bạn với cái tụi mà không có được đàng hoàng, à, chè chén say sưa nhậu nhẹt, xì ke ma túy, cờ bạc, trộm cắp, thì sao? Trước sau gì mình cũng sẽ trở thành tội phạm thôi, thấy không? Đó, cho nên á, là nếu mà ta muốn được một cái đời sống an ổn hạnh phúc, à, thì ta sẽ tìm đến, à, làm gần gũi, à, làm bạn với những cái người hiền thiện, à, đó. Còn A Sợ Thế, A Cha Xá Tú thì sao? Tại vì ông ta cái duyên nghiệp, à, cái duyên nghiệp ông ta không có làm bạn với người tốt đâu, mà ông ta làm bạn với Đề Bà Đạt Đa, rồi dưới cái đám quần thần của ông ta toàn là những cái đám mà tối ngày nó xúi dục ông ta là đi đánh nước này, xâm lược nước kia, chiếm đoạt nước nọ thôi, à, để cướp bóc vàng bạc, để mở mang đất đai này kia nọ ha, để gì, để gây những cái khổ đau, à, đó, vì nghe lời của Đề Bà Đạt Đa số bảy, cho nên là ông ta, à, tìm cách, à, hạ ngục vua Bình Sa Dương, rồi sao bỏ đói tự mình giết thì cũng ác quá ha, mang tiếng ha, nhưng mà sai quân đó là cấm, không có cho đem đồ ăn vô cho vua Bình Sa Dương, rồi vua Bình Sa Dương là cái vị thánh sơ đạo mà Tu Đà Quần, ông ta cũng cố gắng ở trong tù, nhưng mà ông ta hành thiền, à, nhờ cái hỷ lạc của thiền định ấy, ông ta cũng có không có cần vật thực, nhưng mà ông ta cũng vẫn an ổn. Rồi ông ta thấy sao mà giam vua mấy ngày rồi mà ông cũng bình thường, ông ta mới xài mấy cái quân lính, cái người mà cai ngục á, cắt cái gót chân của đức vua, à, sát muối vô hơi lửa đó, cho nên là, à, đức vua Bình Sa Dương đã chịu đựng không nổi những cái cực hình đó, cho nên chết ha. Rồi sao ông ta
mang cái cực thân nghiệp là giết cha, à, giết cha. Sau này ông ta sám hối, đi đến sám hối với Đức Phật. Nhưng mà sao? Cái ác nghiệp không thể nào mà tránh khỏi. Cho nên là ông ta là cái người mà cũng có thể có khả năng đạt đến sơ đạo sơ quả, nhưng mà phải mà cái thiện nghiệp của ông ta nó mạnh hơn chút á, ông ta đến gặp Đức Phật sớm chút á, thì ông ta sẽ là đạt đến sơ đạo sơ quả, thành bậc tu đà quần rồi. Nhưng mà vì cái ác nghiệp ông ta nó còn sâu nặng, cho nên ông ta gặp Đề Bà Đạt Đa trước, à, rồi cái bắt đầu làm bạn với Đề Bà Đạt Đa, nghe lời Đề Bà Đạt Đa xúi dục, ha, là giết vua Bình Sa Dương để mà chiếm đoạt cây dương vị, à, thì Đề Bà Đạt Đa là cũng cái người ác mà muốn cho A Xà Thế á, à, giết vua cha, cướp ngôi để gì, để tạo cái chỗ dựa, à, để mà cho Đề Bà Đạt Đa là nắm cái quyền mà cai quản giáo hội, ha. Cho nên á, khi mà chúng ta thiếu trí tuệ, à, vì tham muốn mà si mê làm lạc, ha, mà chúng ta làm bạn với cái kẻ ác đó, thì sao, à, thì nó sẽ à, hướng dẫn chúng ta làm những cái điều không có được tốt đẹp không, à, cho nên là chúng ta phải có cái trí tuệ, à, để chúng ta hiểu biết, à, để mà chúng ta, à, gần gũi được những cái bậc thiện tri thức, à, thiện bằng hữu, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống an ổn tốt đẹp, à, cho nên trong cái đời sống chúng ta cũng phải khéo léo, à, người ta nói sao, à, mình phải khéo chọn bạn mà chơi, ha, à, à, là người ta nói sao, anh hãy nói anh làm bạn với ai, à, tôi sẽ nói anh là người như thế nào, thấy không, à, người ta nói sao, à, trong nhà, à, có quân tử, ngoài ngõ quân tử đến, hay là cái mà dễ hiểu thì ngu tầm ngu mà mã tầm mã, thì cái loại nào thì nó sẽ theo cái loại đó, à, à, cái loại mà cờ bạc thì chắc chắn nó sẽ đánh đôi với cái loại mà cờ bạc, cái loại mà nhậu nhẹt thì nó phải tìm đến mấy cái thằng bợm nhậu, à, thấy không, mấy cái thằng mà nghiện ngập xì ke ma túy thì nó phải đi đến cái đám mà xì ke ma túy thôi đó. Cho nên nó là khi mà mình nhìn qua cái người đó đó, mình nhìn qua coi cái người đó họ đi đến đâu thì biết cái người đó như thế nào, thấy không, à, cái người này á, thường hay đi chùa, à, nghe kinh học pháp thì biết cái người này là cái người tốt rồi, thấy không, cái người này họ mới đi chùa mặc dù họ chưa có nghe kinh nghe pháp nhưng mà họ đến chùa họ làm công quả, ha, họ, à, hỗ trợ là quét chùa là này kia thế nọ ha, là mình biết cái là cái người này là cái người tốt rồi, ha. Còn mà chiều bữa nào á, là nó cũng lủi vô mấy cái quán nhậu rồi biết rồi thôi đi,
mấy người này là mình phải phải càng tránh xa đi nha. Chứ còn mình mà làm bạn với những cái người này là tai hại vô cùng ha. Đó. Thì cái trường hợp của ai xà thế là cũng vậy ha. À, phải rơi vào khổ cảnh, à, phạm vào ngũ nghịch đại tội ha. Rồi còn một cái trường hợp nữa, còn một cái trường hợp nữa cũng trong thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, là hai vợ chồng của vợ chồng Bá Hộ ha. Hai người này đó, người trai á, là cũng là con của một vị Bá Hộ, cái người vợ đó là người con gái đó cũng là con gái của một người Bá Hộ. Hai người này bị thành vợ chồng, cho nên cái tài sản nó rất là lớn ha. Nhưng mà vì sao? Vì làm bạn với những cái kẻ ngu, làm bạn với ác bằng hữu, cho nên là sao? Thay vì á, cái tài sản mình đi làm những cái công việc hiền thiện, mình buôn bán, mình phớt trương lên, hay là hoặc mình đi tạo phước rồi này kia nọ, còn cái này á, là nghe lời những người bạn xấu xúi dục, cho nên là uống rượu rồi múa hát rồi này kia nọ, ngày nào cũng tổ chức uống rượu hết rồi, cái đám mà bợm nhậu đó tụ tập lại rồi cái nọ hát rồi ăn nhậu ngày này qua ngày khác, ăn nhậu xong rồi múa hát rồi này kia nọ, cho đến mà cái tài sản mà khánh tận luôn, khi đó khổ đau rồi đi ăn xin, vợ chồng con cái đi ăn xin, nhưng mà ai cho? Hồi đó giàu có tài sản quá chừng mà không có giúp đỡ ai, không có tạo phước, không có giúp ai hết trơn á, mà bây giờ mà đi xin ai mà cho. Cho nên là cuối cùng là phải đi đến cái đứng trước cái tịnh xá đó ha, để chờ chư tăng bảo thực xong rồi còn cái tàn thực đó thì mới mới xin cái mới xin cái những cái tàn thực của chư tăng đã thọ dụng xong rồi đó mà ăn ha. Thì Đức Phật nói sao? Hai cái vợ chồng người này đó là có nhân duyên. Nếu mà cái thời trẻ đó, mấy người này á, nếu mà biết đem cái tài sản ra để mà phớt trương mà làm ăn thì sẽ giàu nhất cái kinh thành này. Nhưng mà bỏ qua. Còn nếu mà cái người này mà đi sức thời trẻ đó, thì cái người chồng sẽ đắc quả A-la-hán, còn người vợ đắc quả A-na-hàm. Nhưng mà bỏ qua. Rồi nếu mà cái thời trung niên đó biết dừng lại đem cái tài sản ra để mà buôn bán phát trương đó, thì sẽ là cái người giàu đứng thứ nhì ở trong cái kinh thành ha. Nhưng mà cũng bỏ qua luôn. Rồi nếu mà cái đi tu á thì cái người chồng á thì sẽ đắc A Na Hàm, người vợ đắc Tư Đà Hàm, nhưng mà cũng bỏ qua luôn. Rồi cái thời mà lớn tuổi rồi đó ha, mà biết dừng lại đó để mà còn một số tài sản, biết dừng lại để mà làm buôn bán rồi kia nọ đó, thì cũng sẽ là cái người mà có của cải đứng thứ ba thứ tư ở trong cái kinh thành, nhưng mà rồi cũng bỏ luôn. Còn nếu mà đi tu là cái người chồng thì sẽ đắc Tư Đà Hàm, người vợ đắc Tu Đà Quần, nhưng mà cũng bỏ qua luôn. Do gì? Do xu hướng theo kẻ dữ, xu hướng theo ác bằng hữu,
nó xúi dục mà, nó xúi dục chìm đắm trong cái rượu chè quan lạc ca hát rồi kia nọ ha, cho đến khi mà khánh tận không còn một đồng bạc nào lận lưng mới chịu dừng lại. Tại vì lúc đó nghèo quá rồi, không còn đồng bạc nào đó, đi mua rượu ai bán ha. Thì lúc đó đó cái đám mà nhậu mà đi theo nó ai vua nó xúi dục rồi này kia nọ đó, lúc đó là nó cũng bỏ luôn. Tại hồi kia còn tiền còn của cho nên nó đeo theo, nó xúi dục để chi, để nó cũng thỏa mãn cái ăn nhậu của nó, hiểu không? À, đó, thành ra tới chừng đó rồi á thì mới sáng mắt ha, là đã muộn rồi. À, về cái tài sản ở thế gian cũng mất hết, mà cái tài sản thánh nhân để đi đến giải thoát cũng mất hết. À, cho nên nói là Đức Phật dạy là sao, không xu hướng theo kẻ dữ, mà sao mình phải có cái tâm hướng chánh thì mình sẽ đi đến những cái điều tốt đẹp, mình sẽ đi đến những cái người bậc thiện đức, bậc thiện bằng hữu, à thì chúng ta sẽ được an ổn, thấy không? Còn nếu mà cái tâm mình mà xu hướng theo kẻ dữ, à mình vui thích theo những cái trò không có được tốt đẹp, à đắm nhiễm trong cái tài tình danh lợi của thế gian, bất chấp thiện ác, à, thì chúng ta sẽ khổ đau, à sẽ đi đến những cái cảnh giới thấp thỏi, mà không phải là khổ đau một kiếp mà phải chịu khổ đau trong nhiều kiếp sống. À, cho nên là luôn luôn chúng ta phải có sự hiểu biết với trí tuệ, luôn luôn mình phản tỉnh, mình xem xét từ những cái tác ý ở trong nội tâm mình, à những cái tác ý mà bất thiện muốn gây tổn hại khổ đau cho người khác, mình phải kịp thời mình diệt trừ. À, khi mà mình có kiểm soát cái tác ý của mình thì mình sẽ tránh được cái hành động nói năng, à gây những cái điều xấu xa, à gieo trầm những cái chủng tử không có tốt đẹp, ha đó. Cho nên luôn luôn là chúng ta phải phản tỉnh xem xét trong cái tác ý của mình. Rồi sao? Rồi á, mình cố gắng mình tránh xa những cái người mà không có được tốt đẹp ha, đó thì chúng ta sẽ được an ổn ha. Cho nên trong đời sống chúng ta phải cố gắng xem xét. Rồi sao, người ta nói nhịn nhục, nhưng mà đối với những cái người mà hung ác đó, thì thôi mình nhịn nhục họ, nhịn nhưng mà không có nhục. À ở thế gian á họ nói nhịn nhịn nhục nhưng mà không có đâu, thấy không? Mình nhịn, mình nhún nhường ở đây để cho mình an ổn ha, an ổn để mà mình sống, để mình lo mình tu tập ha, mình an ổn để gia đình mình được an ổn, thân bằng quyến thuộc mình được an ổn, không? Đối với vị thấy bây giờ á, ở ngoài cái xã hội bây giờ đó, là cái ác pháp bắt đầu nó tăng trưởng rồi. À, lời qua tiếng lại cái là án mạng, ha. À, bên này tiệc tùng mở nhạc cá hát karaoke rồi rần rần, bên kia người ta qua người ta nói đàng hoàng, nói thôi ở bên này có gia đình cũng có người đang bệnh, à và yếu đang bệnh, à bên này là có hát thì nhỏ nhỏ chút ha,
bắt đầu nó có rượu rồi đâu có nghe. Hung hăng cãi lên cái rồi cũng xảy ra án mạng ha. Một bên thì làm đám ma, còn bên phải đi vô tù, phải không? Đó, thấy khổ không? Không phải khổ những cái người đó xong mà khổ cả gia đình á. Bây giờ cái người này á là khi mà phạm tội rồi bây giờ ở tù rồi, bây giờ là gia đình phải lo, nào là lo tiền ở tòa án, lo đi thăm nuôi đủ thứ chuyện hết. Bây giờ cái khổ đau không phải khổ đau chính bản thân mình, khổ đau cả gia đình. Cho nên á, thôi bây giờ mình qua mình nói nó đàng hoàng, nói giờ mở nhạc nhỏ nhỏ chút mình kia nọ mà nó tự cãi á, thôi nhịn đi, kệ nó. Mình lắng, mình giữ cái tâm mình á, thấy chút kệ nó la nó hát gì kệ nó đi, ha, lời qua tiếng lại hơn thua gì. Rồi bây giờ khổ bản thân mà khổ cả gia đình, cho nên mình nhịn ở đây á, mình nhịn ở đây là sự an ổn cho bản thân mình nhịn để có sự an ổn cho gia đình, cho quyến thuộc mình, ha, chứ có nhục. Tại vì đời nó nhịn nhục đó, rồi hơn thua nhau thì xảy ra quan trai. Mà quan trai thì quan trai chất chồng đó, cho nên á mình kham nhẫn chút, mình lùi một bước để bản thân mình an ổn, để gia đình thân bằng quyến thuộc mình an ổn là cái điều tốt đẹp ha. Cho nên á nhịn để đem đến sự an ổn cho bản thân mình và cho mọi người xung quanh mình ha, thì cái điều đó là cái điều tốt đẹp, chứ không có nhục chỗ nào hết trơn á ha. Còn nghe người ta suối để thỏa mãn cái tâm cống cao ngã mạn, hơn nhau một cái lời nói rồi xảy ra án mạng khổ đau, rồi đủ thứ chuyện nó xảy đến, thì tha mình thua họ chút đi mà mình an ổn tốt đẹp thì không có nhục. Cho nên chúng ta sống thì chúng ta phải biết với trí tuệ chúng ta lựa chọn, mình lùi một bước nhưng mà nó an ổn còn hơn á, mà mình thỏa mãn cái tầm cống cao ngã mạn mình rồi đem đến cái hậu quả khổ đau, thì cái nào lợi cái nào nào hại, với cái trí tuệ mình sẽ biết, mình sẽ chọn để có một cái đời sống an ổn tốt đẹp. Và nhớ lời dạy của Đức Phật, coi như là hận thù, việc hận thù đời này không có được, tình thương, việc hận thù là định luật thiên thu. Đó, bây giờ mình cứ đối đãi với người ta bằng cái tâm hiền thiện, đối đãi với người ta cái tâm từ. Bây giờ nó hung hăng, nó đang say sưa, nó đang bị cái phiền não nó thiêu đốt, nó giống như người điên á, phải không? Bây giờ mình hơn thua với người điên thì mình cũng điên như nó đi. Còn mình là cái người có trí, mình là cái người có sự tu tập, mình có sự hiểu biết, thì thôi mình kham nhẫn, mình nhịn nó, mình chịu thua lùi nó một bước đi ha, mà mình sẽ được an ổn. Chứ còn bây giờ nó là cái người điên, nó say sưa, nó bị phiền não chi phối, nó không có trí tuệ rồi, nó si mê rồi, mà bây giờ mình hơn thua nó thì mình cũng như họ thôi. Thành ra chúng ta trong đời sống chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào nó sẽ đưa đến một cái đời sống an ổn tốt đẹp, cái nào nó sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau.
Rồi từ đó mà với trí tuệ thì mình sẽ lựa chọn để chúng ta có sự an ổn tốt đẹp. Thì qua cái câu số 4 và câu số 5 nói về cái sự cái sự chiến tranh giữa giữa vua Asa Thế và vua Bát-xê-na-đi Ba Tư Nặc, để chúng ta thấy rằng trong thế gian này đối với những cái chúng sanh mà có những cái tâm tham muốn rồi muốn chiếm đoạt của người khác thì sẽ tạo ra những cái khổ đau, mà không những khổ đau cho chính bản thân mình mà còn gây tổn hại khổ đau cho những người xung quanh nữa. Cho nên là chúng ta là cái người tu tập có hiểu biết thì chúng ta sẽ tránh xa những cái ác bằng hữu, chúng ta lánh xa những cái ác pháp, chúng ta có cái tâm hướng chánh để hướng đến những cái điều thiện lành tốt đẹp, hướng đến những người thiện trí thức, thiện bằng hữu, thì chúng ta sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp cho đời sống hiện tại và trong nhiều kiếp sống tương lai chúng ta đi đến những cái cảnh giới an ổn tốt đẹp. Xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Tại gia phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể các ngài chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và có một cái đời sống an ổn tốt đẹp. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch quả. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung kính chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú sa thú sa thú ạ. Chúng con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng phần chính kinh ngày hôm nay để cho đạo tràng chúng con có được nhiều sự tấn hóa, sự lợi ích dài lâu ạ. Còn kính mời ngài uống trà để chờ bàn tay thảo luận của đạo tràng về bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức mới vào Zoom ạ. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận đề tài bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin phép được dâng mic đến đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, trong khi chờ đợi bàn tay của đạo tràng thì con xin phép được nêu lên một chút vấn đề, kính mong ngài chia sẻ thêm cho con ạ. Ví như là mình nói về cái kẻ ác hay là cái bạn ác đấy thưa sư, thì mình nếu như những người mà bạn ác mà mình có thể thấy được người ta trong cái việc người ta làm hàng ngày như là uống rượu hay là sát sanh hay là này kia đó thì có thể là dễ dàng mình phát hiện ra thưa sư, nhưng mà có những bạn ác mà họ lại trong trong cái hành động của họ ấy thì rất là thiện lành đó, nhưng mà trong cái tâm của họ thì lại muốn là như kiểu là nhiều lần á muốn muốn
cho mình không không được tốt đấy, thưa 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 sư, thì họ cũng thường cho mình những cái kết quả nó trái ngược lại với những cái lời nói của người ta. Có nghĩa là người ta nói như thế này nhưng mà họ lại dẫn cho mình đến những cái kết quả khác ấy, thưa sư. Thì đôi khi thì đó là do sự tin tưởng á, tin tưởng về vào họ. Đôi khi họ nói những cái lời rất là thiện lành, rồi họ làm những cái việc thiện lành, nhưng thực ra cái ý của họ thì lại là làm một cái ý rất là không tốt để cho mình á, thưa sư. Thì cái này rất là khó phát hiện ra, nhưng mà khi mà bị đẩy vào cái tình thế mà bí bách á, thưa sư, thì mình mới nhận ra người đó không muốn tốt cho mình á, thưa sư. Thì như cái này thì rất là khó để mà biết mà tránh trước được. Thì xin ngài chia sẻ thêm cho con về cái vấn đề, nếu mà những cái người bạn được gọi là bạn ác như thế này thì có phải là những cái người chỉ thể hiện ra bên ngoài không, hay là có những người thể hiện ở bên trong mà ta khó phát hiện ra, thì ta phải làm như thế nào để mà ta biết mà né tránh được ạ? Dạ con xin kính dâng mách đến ngài, mong ngài chia sẻ thêm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Bây giờ mà quý vị thấy đó, những cái bọn mà lừa đảo mà này kia đó, thấy không? Là nó đem cái gì? Đem ra cái lợi lộc là cái miếng mồi, ha? Làm công việc nhẹ mà lương cao, ha? Làm công việc nhẹ mà lương cao, thế này thế kia, ha? Đầu tư vô cái chỗ này đó là sinh lợi nhiều dữ lắm, ha? Có một lần á là tình cờ á, sư đi công việc ở trên xe đó, rồi cái gặp ông thầy này, cái chùa ổng cũng ở Mỹ Tho á, nhưng mà mình thì cái chùa của ông thầy này thì ổng cũng có làm thuốc nam rồi này kia nọ, trị bệnh rồi kia nọ vậy đó. Thì cái thời mà cái mà mới xuất hiện ba cái vụ mà hàng đa cấp, mình thì mình nói ông chùa mình cũng đâu có thường xuyên mà biết kia nọ gì đâu. Cái gặp ông thầy bữa đó, ổng cũng đi lên thành phố mà mình cũng đi thành phố, có đến thành phố có công chuyện. Cái bắt đầu ổng nói là bây giờ á có cái công ty nó bán cái máy mà để mà massage, ha, massage, cái máy đó mình mua xong rồi á, máy massage này hay lắm, ha. Mình mua cái máy đó rồi cái bắt đầu cái mình vô mình tham gia vô trong cái công ty đó, ha. Là hàng tháng là mình được được nó phát tiền tiền lời tiền lãi đó, thế này thế khác. Rồi cái mình giờ mà sư mua cái đi, mua cái thời điểm đó là cũng khoảng 4 triệu bao nhiêu cái lần à. Nhưng mà thay vì nó bán ở bên ngoài á thì chừng 1 triệu 2 triệu à, mà bây giờ mình mua cái máy đó là 4 triệu, để gì? Mình gia nhập vô làm cái người hội viên ở ở trong cái công ty đó luôn, ha. Rồi hàng tháng á mình phải đi rủ mấy người kia vô, mà ai muốn vô là phải mua cái máy đó, ha. Đó, rồi cái nó mới lấy cái tiền lãi của những cái người này hàng tháng nó phát cho mình. Không có lãnh tiền nhiều lắm, mà một tháng có lãnh được mấy triệu lần nha. Cái mình suy nghĩ nó, ủa cái vụ này lạ. Sao mà mình vô tham gia vô hội rồi kia nọ thì té ra là gì?
là bán hàng đa cấp. Ha, nó lừa mình, nó lừa mình. À, mình gì, mình ham, ham mê. Ha, mình si mê, mình ham, ham lợi. Ham lợi cái bắt đầu cái mình dính bẫy của nó. À, mình mắc bẫy của nó. Rồi sao? Bây giờ á, bây giờ mình đi rủ rê. À, đi rủ rê, mình kêu gọi những người khác vô, vô nữa, thấy không? Thành ra đó là coi như nó chiêu dụ mình. À, nó suối mình. À, nó lừa đảo mình. Bây giờ nó mới xúi mình, nó dạy mình cách đi lừa đảo người khác. À, đó. Cho nên á, nếu mà mình là cái người có trí tuệ, à thôi, bây giờ lỡ mày lừa tao rồi, giờ thôi, kệ đi. Một bài học để mà đâu, một cái bài học ở đời, mai mốt tao sẽ lấy cái này làm cái kinh nghiệm để tao cảnh giác hơn. Ha, để cảnh giác hơn chứ tao không có tham gia vô nữa. Ha? Còn nếu mà mình đã bị mắc lừa rồi, à bây giờ á, mình vì cái tham mê lợi lộc, ha, bây giờ mình đi lừa gạt, mình rủ rê những cái người khác đó tham gia vô, ha, thì sao? Thì mình cũng cộng nghiệp với cái kẻ ác đó. Cho nên á, trong đời sống, nếu mình có trí tuệ, bây giờ mình chấp nhận thôi, bây giờ tại vì á, tại vì nó đem ra cái lợi lộc, à trước mắt mình nó bày ra cái món lợi để mà mình ham cái lợi đó đó, để mà mình dính bẫy. Thôi giờ mình cái bài học, à mình thoát ra, mình không có cộng nghiệp với mấy cái kẻ ác này nữa, à thì mình sẽ sớm mình thoát ra, đúng không? Còn bây giờ á, bây giờ nó đem cái lược diệt nhẹ, à diệt nhẹ mà lương cao, à ra nó lừa gạt và hay nó đưa mấy người này nó bán qua bên Trung Quốc, à bán qua bên Trung Quốc. Giờ mình lỡ bị nó gạt rồi, mình tham gia vô cái đường dây, ha, bắt đầu nó xúi mình trở về cái quê của mình á, đi dụ dỗ mấy cái người nhẹ dạ, ha, mấy người nhẹ dạ, à bây giờ mày về quê của mày, mày dụ mấy cô gái mà còn trẻ này kia, ha, thì mỗi một cô gái vậy là được bao nhiêu, ha, đó. À, cái bắt đầu cái mình về, cái mình rủ rê, mình lừa gạt người khác để đưa họ đem đi bán qua này kia nọ, thì sao? Thì mình cũng cộng nghiệp với những cái kẻ ác đó. À, cho nên á, trong đời sống mình cũng phải thần thánh gì, có nhiều lúc mình cũng bị gạt, à mình cũng bị người ta gạt, nhưng mà đó mình biết thì mình thoát ra, đừng có xu hướng theo tụi nó, ha, kệ, lỡ bị gạt mất rồi bỏ, à chứ đừng có mà bắt đầu mà cộng nghiệp với nó để mà gỡ gạt, để mà kiếm của cải lại, không có được đâu. À, càng ngày mình càng lún sâu vào cái hố sâu tội lỗi nữa. À, cho nên á, mình biết mình phải thức tỉnh. À, lỡ mình đã bị gạt rồi, mình lỡ đã bị nó dụ đi vô con đường xấu xa rồi, thì mình kịp thời thức tỉnh, mình quay đầu. À, quay đầu, dù bây giờ có thiệt thòi mất mát tài sản thì kệ nó, bỏ qua đi, ha. Chứ còn mà bây giờ mình cố mình đi theo tụi nó lỡ gạt để mình kiếm lại tài sản, không có đâu, ha. Cho nên á, là trong đời sống chúng ta phải có trí tuệ, có hiểu biết. Nếu mà mình lỡ, à, mình bị, à, tụi nó lừa gạt, à, mình mất mát thất thoát tài sản, à, bây giờ tốt nhất là mình phải thức tỉnh,
mình cố thoát ra, để chúng ta tránh bớt được những cái khổ đau, tránh bớt những cái tai hại, những cái bất thiện, bất thiện nghiệp ha. Chứ còn nếu mà bây giờ mà mình đã bị gạt rồi, mình nghe lời tụi nó suối vẫy để mà mình gỡ gạt ha, mình kiếm kiếm lại ít tài sản, nó suối mình đi gạt, nó suối mình đi đi lừa đảo, đi lừa gạt nhiều người khác để mà nó chia chác lại cho mình, thì mình sẽ cộng nghiệp, mà cộng nghiệp sâu nặng với cái đám ác bạn hữu. Cho nên là chúng ta trong đời sống mình phải hiểu biết với trí tuệ, để chúng ta tránh được những cái nghiệp quả không tốt đẹp của cái đời sống, cái xã hội hiện tại bây giờ. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn là phải có trí tuệ, thì khi mà có trí tuệ mình sẽ cố gắng mình bảo vệ được chính mình để tránh xa những cái điều ác. Xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lâu Ca. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Nhưng mà nếu mà nói bị người ta lừa như vậy á, thưa sư, thì nếu mà nói về cái nhân quả thì có thể mình có thể suy nghĩ rằng là ồ thôi thì có thể những cái kiếp trước hay là mình có thể mình cũng dụ người ta rồi, thì như vậy thì đến kiếp này cũng bị người ta dụ mình rồi, thì cũng bị lừa như vậy, mất mát như vậy. Thì nếu như mà nghĩ về cái vấn góc độ như vậy thì nó cũng có thể buông xả được cái sự sự khổ đau khi mà người ta lừa mình á, thưa sư. Thế nhưng mà ngược trở lại thì như vậy thì có phải là cái suy nghĩ tiêu cực không, thưa sư? Con xin phép rằng mách đến sư, sư xin chia sẻ thêm cho con một chút ạ. Vâng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì đứng về cái nghiệp quả thì có đôi lúc những cái quả xấu ở trong cái đời sống hiện tại này nó cũng bị chi phối một phần do những cái nhân từ quá khứ, ha. Nhưng mà không phải là hoàn toàn đâu, mà cái gì, do những cái vô minh si mê lầm lạc trong đời sống hiện tại này mà nó dẫn dụ mình nữa, chứ không phải là hoàn toàn cái nghiệp quá khứ không đó. Tại vì quá khứ mình cũng vô minh rồi. Có khi mình cũng cộng nghiệp với những cái kẻ xấu rồi, nhưng mà mình cũng may mắn, mình cũng có tạo cái phước, mình cũng có được học hiểu chút đỉnh, cho nên á, nên là trong cái đời sống hiện tại này mình cũng bị ha, bị sao, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen thì cho quả có đen có trắng, thấy không? Tại quá khứ mình cũng từng đánh đôi đánh bạn với cái đám mà bất thiện, rồi mình cũng có đi theo cái con đường thiện pháp, mình cũng có tạo trữ cái phước báo, nhưng mà cái phước báo mình chưa có đủ mạnh, cho nên trong cái đời sống hiện tại có đôi lúc những cái kẻ xấu nó cũng đến, rồi nó lôi cuốn, nó rủ rê, ha. Nhưng mà nếu mà mình thiếu cái trí tuệ, mình thiếu trí tuệ, mình để cho nó lôi cuốn mình, nó dẫn dụ mình, thì mình sẽ rơi vào cái khổ nữa, ha. Cho nên á là mình phải
có trí tuệ để mình thoát ra. Còn cái chuyện mà bây giờ á, có nhiều khi á, mình đổ thừa cho cái nghiệp quá khứ để gì? Để mình tự an ủi mình, để mình ấy thôi. Thí dụ như là bây giờ á, là khi mà mình thất bại thì mình cũng phải kiếm một cái cớ nào đó để mình đổ thừa để cho nó đỡ, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình trí tuệ thì mình sẽ tìm cái nguyên nhân mà nó thất bại là ngay chỗ này. Thì từ đó đó, thì từ đó lần sau mình sẽ tránh được những cái thất bại. Ở đời á, không ai mà tránh khỏi những cái thất bại. Nhưng chúng ta đừng bao giờ lâm dấp vô cái khuyết điểm mà mình đã từng bị rồi, thấy không? Bây giờ á, cái người này hồi mình gặp họ, cái người ta lần đầu tiên á, thì mình đâu biết cái người này là cái người xấu đâu, thấy không? Nhưng mà đó, khi mà mình biết được cái người này là cái ác bạn hữu rồi đó, thì sao? Mình phải tránh xa liền. Mình tránh xa liền, chứ mình đừng có dụ dữ này kia nọ. Nó cũng tốt, chắc là ai hồi đó mình ngấy giờ mình tiếp tục mình làm bạn với nó là nguy hiểm. Còn khi mà mình đã biết rồi thì bây giờ nó có đem ra cái gì nó dễ dời lợi lộc địa vị danh dự tánh đồ này kia nọ vậy ha, cũng thôi, mình tránh xa nó đi. Cái còn mình đừng có diện cớ này diện cớ nọ để rồi tiếp tục mà đánh đôi đánh bạn với nó là nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng, thấy không? Đó, thành ra khi mà mình biết thì mình phải lập tức mình tránh xa liền. Nó là gì? Nó là những cái con rắn độc, những cái con mãnh thú đội lốt hiền lành để mà ấy, thấy không? Quý vị thấy rằng có những cái người đó nó lừa gạt đó, nó mướn mấy người này đi giao hàng, đi giao hàng việc nhẹ mà lương cao đó. Mà mấy người này thì vô tình đâu có biết, lúc đầu nó giao những cái gói hàng nhỏ nhỏ thôi, thấy không? Mà đâu biết cái đó là xì ke ma túy đồ kia nọ đâu, thấy không? Nó đưa gói đồ, nói là giờ chợ đem lại chỗ đó giao cho người đó vậy lấy tiền về tao trả tiền công cho mày, thấy không? Mới đầu mình biết, không biết, mình đi làm cho nó. Nhưng mà khi mình biết rồi là dứt khoát là mình thoát ra liền, chứ mình đừng có không cái này cũng sẽ này kia nọ, mình chỉ ấy rồi kia nọ thôi ha, là nguy hiểm. Một ngày nào đó mà bị phát giác và bị ấy ra thì lúc đó mình cũng dính chung với nó, mình cũng chịu những cái sự trừng phạt của luật pháp, ha. Đó, thành ra đó, khi mà mình phản tỉnh, mình xem xét, mình biết những cái người này là không tốt đẹp, những cái người này là họ đi trên cái con đường bất thiện, là những cái người ác bằng hữu, thì mình phải cố gắng mình thoát ra, mình tránh xa liền. Chứ đừng có bào chữa, đừng có dụ dự, đừng có đổ thừa do nghiệp quả này cái nọ là rất rất là nguy hiểm. Và đừng bao giờ mà nghe nó nói giờ nó sửa đổi rồi là rồi bắt đầu mà nghe nó dẫn dụ là có chừng, ha. Ở đời là nó vậy đó, luôn luôn là nó có cái vỏ bề ngoài, vỏ bề ngoài là tốt đẹp thế này thế kia, nhưng mà ở trong nó là những cái âm mưu xấu xa, những cái bất thiện pháp không. Thành ra đó,
chúng ta phải dùng trí tuệ, chúng ta phải nhìn sâu vô, chứ đừng có nhìn cạn cợt cái vỏ bọc ở bên ngoài là mình sẽ bị nó lừa gạt, nó lôi cuốn, nó dính mắt. Vì thấy cái đám mà nó đi lừa đảo, đã lừa gạt ra, thấy không? À, nó ở, nó mướn những cái biệt thự rất là sang trọng ở, à, đi toàn là đi xe sang đâu không à. À, nhưng mà sao nó đi cái vỏ bề ngoài, rồi cái bắt đầu mình nghe mình kia nọ đó. À, mình đầu tư vô nãy rồi kia nọ, rồi bắt đầu mình đem hết tài sản rồi mình hùng với nó, thấy không? Rồi nó còn xúi mình đi kiếm mấy người bạn bà con thân bằng quyến thuộc mình rồi đó, rủ rê người ta hùng vô, thấy không? Tới chừng nó ôm tiền nó trốn mất, nó trốn mất rồi cái tài sản của mình đó là mất hết rồi, mà mình còn đứng ra mình mượn mình vay của bạn bè thân bằng quyến thuộc của mình đó, thấy không? Tới chừng mà nó trốn mất hết rồi á, mấy người này họ lôi lưng mình chứ họ đâu có biết cái thằng kia là ở đâu đâu, phải không? Cho nên á là chúng ta phải phải sáng suốt, chứ đừng có nên mà nghe lời nó dụ dỗ, nó vẽ vời những cái lợi trước mắt, để rồi nếu mà mình phát giác ra mình hiểu biết thì phải tránh xa liền, chứ mình đừng có mà nghĩ rồi tại vì hồi đó mình cũng có ấy, cũng cộng nghiệp với nó thế này thế khác. À, chúng ta phải có trí tuệ và luôn luôn là có cái hướng, cái tầm hướng chánh, à, đối với những cái kẻ mà bất thiện ác bạn hữu là mình lập tức phải tránh xa, giống như tránh xa những cái con rắn độc, những cái con thú dữ. À, mình mà còn nắn ná, mình quyến luyến, mình tin tưởng nó là mình sẽ bị nó hại, khổ đau, không những khổ đau bản thân mình mà còn khổ đau cho nhiều người khác nữa. À, xin giải thích cái câu hỏi của cô. Chúc cô Pháp Nguồn Lào Cai nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thú làm thầy. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư Thông Đức, kính lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức, Đại Đức, Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và thân nữ. Dạ, con kính thỉnh Ngài dùng nước. À, giờ con ngồi trước máy, thật ra thì con nghe những lời giảng của Ngài đầy đủ, nhưng mà con cũng có một cái thắc mắc và trăn trở rất nhiều, cũng vì người thiện và bất thiện. À, thật ra thì ở đời người bất thiện nhiều hơn là người thiện, nhưng mà có một khi cái người đã từng làm bất thiện, đã từng chẳng hạn như đòi nợ, chém mướn, rồi những gì trên xã hội có tiền thì họ sẽ làm vì cuộc sống, vì cái người này không có biết cái việc gì khác để làm, nhưng mà đi làm, đi đòi nợ chẳng hạn, đi đòi nợ thì phải có chém giết với nhau. Thì con thấy rõ ràng là cái người này trước khi đó thì chắc là hành nghề đó, cho nên sau này á không phải là xăm một chỗ mà xăm toàn thân. Mà khi con đứng, con biết cái người này chắc chắn là cái người đòi nợ mướn hay cái chi đó, nhưng mà sau này cái vị này đã xuất gia. Thì khi xuất gia đó thì con tiếp cận, con đứng gần, con nói chuyện, thì con thấy những cái thẹo, con rít, con rắn, con rít, gọi là rất là nhiều cái mũi kim xuyên qua. Thì
cái vị này thì con thấy như vậy là để che khuất cái thẹo đó. Với lại hơn nữa, thời buổi bây giờ là người ta xăm để mà gọi là nghệ thuật, cho nên con biết cái vị này để chi, để che giấu những cái thẹo đó để mà xin xuất gia. Thì xin xuất gia một thời gian thì tại sao đi đến những cái trường, đi đến những cái trú xứ để mà họ muốn cải tà quy chánh, mà tại sao không chẳng hạn như các vị thầy sao không độ cái người này để trở lại một cái người thiện, mà không cho như vậy thì họ ra đời, con nghĩ họ, cái người này họ sẽ ác hơn nữa, vì họ hận thù. Thì nếu như cái trường hợp như vậy thì ngày nãy giờ con nghe ngài giảng thì con cũng hiểu, nhưng mà cái trường hợp này thì phải làm sao? Con thấy cái vị này, con chỉ nghe kể là vị này đi đến trường thiền cũng không nhận, và đi đến trú xứ, một hai trú xứ nào đó cũng không nhận, thì làm sao cái người này để cải tà quy chánh được? Dạ, con kính thỉnh ngài trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Ở đời á, ta nói sao? Ngựa quen đường cũ, ăn cắp thì quen tay, mà ngủ ngày thì quen mắt. Cô thấy á, những cái người mà từ ở cái trường cai nghiện mà về đó, không? Không phải là hoàn toàn 10 người mà nó trở lại cái được con đường cũ hết 10 người, nhưng mà cũng có một hoặc là hai người sẽ cố thoát ra khỏi cái con đường xấu xa nghiền ngập. Còn 7-8 người là nó cũng sẽ trở lại. Rồi sao? Tôi cũng ráng tôi cũng bỏ chứ, nhưng mà tại tụi nó cứ theo nó rủ hoài nha. Đó, thành ra đó cái những cái người mà thật tâm mà muốn cố mà thoát ra cái tâm tối, cái dũng lầy tội lỗi đó, rất là ít. Mà những cái người mà muốn thỏa mãn, họ trở lại cái hố sâu tâm tối thì rất là nhiều, phải không? Cũng có khi những cái người mà tốt họ muốn thoát ra, nhưng mà đều có cái không có điều kiện. Tại sao? Tại vì người ta đã không còn cái sự tin tưởng nữa rồi, phải không? Rồi bây giờ có nhiều khi bây giờ người ta cũng muốn thoát ra nhưng mà không có ai mà giúp. Nhưng mà sự thật ra nếu mà mình cố gắng mình muốn thoát ra đó thì mình tự mình thoát ra mới hồi. Bây giờ mình đi tới những cái thường trường thiền, mà không trường thiền nào bây giờ người ta cho mình ấy, mình tìm cái chỗ nào thanh vắng mình tự lộng mình hành được không? Cần gì phải có trường thiền ha. Mình cố gắng mình tìm một cái phương cách mình sống, phương cách để mà mình thực hành ha. Chứ không phải là thí dụ một cái người mà người ta mà cố gắng người ta tránh xa rồi, người ta sẽ tìm một cái phương sinh kế, người ta sống để người ta vươn lên, đó cái có cũng có một cái anh đó, ảnh sau khi mà mãn hạn tù gỡ về đó cũng vậy, anh xin đi
xin việc làm xin hoài không ai cho đó. Tại vì người ta ấn tượng rồi, những cái người đã phạm tội, những cái người đã ở tù về á, thì người ta không có còn cái sự tin tưởng nữa. Tại sao? Giờ thôi sinh hoạt được đó, rồi anh sắm ít cái dụng cụ, mấy cái chìa khóa, cái bơm xe, cái đồ giá ép, cái anh ra ngoài cái góc đường đó anh che cái chọi ảnh sửa xe, ảnh sửa xe, ảnh giá ép đồ này kia cho người ta, không? Rồi cái sự mà chí thú làm ăn rồi đó, sau này ảnh mới mua được cái chỗ, cái cơ ngơi, cái tiệm nhỏ nhỏ để mà sửa xe, rửa xe rồi này kia nọ, không? Thành ra đó, là mình phải có cái chí hướng tự mình vươn lên. Chứ bây giờ cái ấn tượng của người ta rồi thì nó khó lắm. Rồi sau khi mà ảnh đã lập được cái tiệm sửa xe rồi đó, thì những cái người nào mà lầm lỡ mà từ ở những cái trại cải tạo, những cái trại tù mà trở về, là ảnh mới nhận những người đó vô làm đó. Có những cái cơ sở mập chuyên môn là làm ba cái đống bàn ghế rồi đục đẽo rồi mấy cái tượng đó, cái anh đó cũng vậy á. Hồi đầu là ảnh ra tù rồi ảnh xin vô mấy cái chỗ cơ sở làm đã không có cho, không ai nhận á, rồi thôi tự sắm đồ nghề rồi mua mấy khúc gỗ rồi về á, kệ không ai cho mình làm hết, thì về tự mở cái chỗ đó mình làm. Nhưng mà nhờ cái cố gắng rồi khéo tay ha, bắt đầu những cái món đồ mà anh làm ra đó bán có tiền, rồi chí thú cố vươn lên làm ăn, thì sau này anh có được nguyên cái xưởng mộc. Cái xưởng mộc rồi anh cũng vậy, anh sẵn sàng anh đón nhận những cái người lầm lỡ, mà bây giờ có cái cố gắng chí thú để quay về cái con đường thiện lành. Thành ra đó, người ta không giúp mình thì mình chính mình phải giúp mình. Tự mình phải giúp mình trước khi người khác người ta giúp mình. Bây giờ không ai giúp mình hết thì mình phải ráng tìm cách để mình vươn lên. Đó quý vị thấy rằng những cái người qua đó, hồi lúc mà họ ở bên Trung Quốc mà họ qua bên này họ khổ gần chết ha. Họ qua hai bàn tay không, bây giờ sao? Họ cầm cù, họ đi làm thuê làm mướn, đi làm thuê làm mướn rồi kia nọ, xong cái bắt đầu họ có được chút vốn, cái bắt đầu họ sắm cái lò, cái chảo, mua ít dầu, ít bột, chiên bánh tiêu chờ chỗ quẩy rồi bán cái đã ha. Rồi xong cái bắt đầu cái họ khá vốn lên, cái bắt đầu họ bán cái xe hủ tiếu mì có vốn nữa, bắt đầu mở những cái tiệm buôn, đúng không? Người ta có cái chí hướng thì từ hai bàn tay trắng người ta sẽ làm nên cái cơ nghiệp. Chứ còn mình đừng có cứ phải đòi hỏi là người này người kia. Cái tâm mình, nếu mình hướng về con đường chân chánh, nếu mà không ai giúp mình thì mình phải tự nỗ lực bản thân để mình vươn lên. Chứ còn bây giờ mình bị bao phủ bởi cái rồi, nội mà ta thấy cái bề ngoài mà xâm trổ, ta sợ rồi.
ai đã dám tin tưởng đem đem vô trong cái xí nghiệp để mà làm. Quý vị thấy rằng cái người mà cố gắng để mà thoát ra cái hố sâu tội lỗi thì nó ít lắm. Mà những cái người mà đã lầm lỡ rồi trở về thì bắt đầu nó lại tiếp tục lầm lỡ nữa. Thành ra người ta vì cái đó mà người ta đã sợ. Thành ra bây giờ mình phải cố gắng tự mình vươn lên. Nếu mà mình được người ta hỗ trợ giúp đỡ thì tốt. Còn nếu mà người ta không hỗ trợ giúp đỡ thì mình phải cố gắng mình vươn lên, mặc dù khó khăn. Nhưng mà rồi nếu cái quyết tâm của mình thì mình cũng sẽ thành đạt. Thì xin giải thích với cô tu nữ Tề Duyên và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, sa thú ạ. Chúng con xin kính tri ân Ngài đã giảng dạy cho chúng con. Còn có 15 phút nữa, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ, con xin phép được dâng mic đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tể Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào quý đạo hữu. Bạch Ngài, con xin phép hỏi trong cái sự mà bạn ác đó, bạn ác như bạn này bạn kia đó là chỉ là hình thức ở bên ngoài, đó là cái bạn ác. Khi nếu còn những cái bạn ác mà sâu thẳm trong cái nội tâm của mình á, khi mà gặp những chuyện gì mình luôn có những cái tà kiến á, có những cái nhìn không có cái chánh kiến á Bạch Ngài, thì cái này có gọi là bạn ác không Bạch Ngài? Và những cái tà kiến này nó có đưa cho mình đi đến con đường những cái đọa xứ không Bạch Ngài? Con kính thỉnh Ngài giảng giải cho con được hiểu sâu thêm vấn đề này. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá. Thì sự thật ra đó, cái ác bằng hữu á, nó có những cái người ở bên ngoài mà những cái tà kiến chấp thủ ở trong cái nội tâm chúng ta nữa. Ha. Có khi sao? Mình biết những cái điều đó là những cái điều không có đúng, mà có sai trái này, kia nọ. Mà sao cái tâm mà nó bao biện, không sao đâu, trời ơi, ai cũng vậy chứ đâu phải mình kia nọ ha. Nó nói để nó bao biện cho những cái hành động sai trái của mình á, ha. Mà nếu mà mình không có trí tuệ đó thì sao, mình sẽ bị nó lôi cuốn, nó dẫn dắt, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải có, Đức Phật dạy sao, phải không xu hướng theo kẻ dữ ở bên ngoài, mà chính những cái mê lầm sai trái tà kiến ở trong nội tâm chúng ta nữa. Rồi một cái điều quan trọng nữa là sau khi mà mình đã học đã hiểu rồi đó thì sao, phải cải chánh tri kiến.
À, mình phải phân biệt được những cái, những cái tri kiến nào đúng đắn mình phát triển gìn giữ, ha, những cái, những cái mê lầm lệch lạc tà kiến mình cần phải, cần phải diệt trừ đó. Thành ra đó, chính nhờ cái tâm hướng chánh, ha, rồi mình từ bỏ những cái mê lầm ác tà kiến bên ngoài cũng như bên trong nội tâm mình, rồi á mình phải mạnh dạn à sửa đổi những cái thói hư tật xấu, những cái mê lầm, à cải, gọi là cải chánh tri kiến. À, chính nhờ những cái điều này, này ngay trong cái đời sống hiện tại này mình thoát ra những cái mê lầm tà kiến thì những kiếp sống tương lai mình sẽ được tiến bộ tốt đẹp hơn. Còn bây giờ ngay trong đời sống hiện tại này mà mình không chịu và quyết liệt sợi những cái, cái ác pháp, à mình còn, mình còn xu hướng theo, mình còn dung túng, mình còn chấp vào những cái mê lầm tà kiến thì những cái này nè nó sẽ còn đeo bám theo chúng ta trong nhiều kiếp sống tương lai, à, mà nó còn càng bám níu đeo bám mình thì mình càng khổ, mình càng khổ đau. À, cho nên á Đức Phật nói không, mình phải thấy nó là những cái loại chất độc, à, những cái chất độc nguy hiểm, những cái con thú dữ, à, nó âm thầm nó nằm đó để nó chờ, chờ chực để mà nó, thấy không? À, quý vị thấy rằng á, à, cái con rắn độc, cái con rắn độc mà, mà nó chưa có phùng mang lên, mình tưởng nó là cái con rắn nó hiền, không có đâu, à, nó chờ giây phút nào mà mình sơ hở là nó sẽ cắn mình, cái nọc độc của nó sẽ tàn hại gây cái khổ đau cho chính bản thân mình. Cho nên mình khi mà mình đã biết nó là cái con rắn độc rồi là mình phải quăng liền, đừng có bao giờ nói à, không có đâu, chắc nó không có cắn tôi đâu, coi chừng, coi chừng. À, chính vì cái mà mình còn dung túng, mình còn bảo vệ cho cái ác đó, thì một ngày nào đó nó mạnh lên ha, ở đầu nó khống chế, nó chỉ huy, nó sai sử mình, thì mình sẽ rơi vào khổ cảnh như thường. À, khi mà nó mạnh mẽ lên rồi nó xui bẫy mình làm những cái, gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, à rồi mình sẽ rơi vào những cái khổ cảnh, à, rơi vào cảnh giới khổ đau. À, cho nên á là mình phải nhận diện được nó, à, mình nhận diện được nó khi mà nó mè nheo, nó nói này nó kia nó nọ, mình đừng bao giờ mà mình nghe theo nó nha. Thành ra đó, cái ác bạn hữu ở bên ngoài và cái ác bạn hữu ở trong cái nội tâm chúng ta, chúng ta cần phải diệt trừ, cần phải xa lánh, cần phải loại trừ nó ngay. Và những cái mê lầm tà kiến nha, mình phải sửa đổi ngay trong cái đời sống, ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, tức là cải chánh tri kiến đó, là cái điều đó là cái điều rất quan trọng, à, đối với cái người Phật tử mình học pháp, à, hiểu pháp, hành pháp thì luôn luôn mình phải từ bỏ, à, những cái mê lầm tà kiến, à, để chúng ta đi theo cái con đường đúng đắn, cái lời dạy chân chánh của Đức Phật để đem đến sự an ổn tốt đẹp. À, chúc cô nguyên tịnh nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thứ cần thành kính tri ân ngài.
Con xin phép hỏi thêm một câu nữa Bác Ngài. Là như chúng con trên con đường tu tập thì chúng con phải trau dồi giáo lý thật là nhiều và cũng là tu tập. Nhưng mà nếu mà chúng con không giữ giới một cách trong sạch, tâm không trong sạch và hay nghĩ tưởng những người nghi ngờ hoặc là hay khẩu không có trong sạch, thì như vậy chúng con có thể đi đến con đường an tịnh nội tâm và có thể đi đến con đường giải thoát không Bạch Ngài? Nếu mà xa rời cái bát chánh đạo, dạ con kính thỉnh Ngài giảng giải thêm điều này cho con được thông suốt Bạch Ngài. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì con đường giải thoát là cái con đường mà giới định tuệ, thì cái điều này nó là cái khẳng định bất di bất dịch rồi. Con đường bát chánh đạo là con đường độc nhất, ngoài con đường này là không có con đường nào khác. Cho nên á là có nhiều khi mình đừng có dễ vui nói là thôi kệ kiếp sống này là tôi tu gieo duyên, được tới đâu hay tới đó. Bây giờ mình giữ giới nó tà tà thôi. Nếu mà cái giới mình nó không có kiên cố, nó không vững vàng, mình không cố gắng để mà từ bỏ những cái thói hư tật xấu dù là nhỏ nhất, thì khi mà những cái phiền não mà nó còn ở trong nội tâm chúng ta, thì khi mà chúng ta thực hành thì không có cái định. Tại vì cái giới nó chưa được động trong sạch thì làm sao mà định có được ha. Quý vị thấy rằng á, Đức Phật nói sao, cái vị hành giả đó phải ly dục, ly các ác bất thiện pháp, nội tâm trong sạch, thì vị này mới có thể khả năng đắc nhập những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thấy không? Mà cái vị hành giả mà chưa hoàn toàn ly dục, chưa hoàn toàn từ bỏ các ác bất thiện pháp, nội tâm còn chưa an tịnh, thì làm sao mà đưa đến định? Mà không có định thì không làm sao mà có tuệ hết. Cái điều kiện đó là phải như vậy. Thấy không? Thành ra mình phải cố. Bây giờ nếu mình muốn phát triển định thì mình phải giữ gìn cái giới cho nó được tốt đẹp. Khi mà cái giới nó tăng thượng rồi đó, tức là cái vị hành giả trong khi đi, trong khi đứng, trong khi đi kinh hành rồi cái nọ, mà cái vị này quan giữ cái tâm của mình không chạy theo trần cảnh, không để cho phiền não nó sanh khởi trong nội tâm, thì khi đó gọi là giới tăng thượng rồi đó. Thì khi vị này tọa thiền thì cái định nó mới sanh khởi. Đó. Mà định nó phát triển mạnh mẽ mới tạo điều kiện cho tuệ sanh khởi. Thành ra đó, giới nó là cái nhân rất là quan trọng. Giới là nhân mới đưa đến
định là quả. Định là quả, nó trở thành nhân để phát triển được tuệ. Cho nên là những cái điều kiện này là mình phải thực hành đầy đủ, quyết liệt thì mình mới đạt được. Còn nếu mà chúng ta chưa thực hành quyết liệt, chúng ta còn dễ vô thì chúng ta sẽ chưa đạt được những cái điều kiện tốt đẹp theo cái lời dạy của Đức Phật. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Minh Tịnh và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Và bây giờ thì cũng đã thời gian cũng vừa phải lẽ. Bây giờ xin mời cô Pháp Muộn Lào Cai sám hối rồi sư sẽ phúc chúc và kết thúc buổi sinh hoạt và giới phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thầy các ngang chúc tất cả quý tử quý phật tử nhiều sức khỏe quen an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú. Con xin thay mặt toàn thể đạo tràng kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay và chia sẻ thêm những phần thắc mắc của đạo tràng, những cái câu hỏi của đạo tràng. Dạ, con xin kính chúc sư được nhiều sự an vui ạ. Và đều có sức khỏe tốt ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Môn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối tâm bảo và kính thỉnh sư tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ. Uttamang ghe na wan de hang Bà đa bằng sung qua rút ta măng, bút thề dô khá lý tổ đồ sô, bút thù khá ma tu tặng ma măng. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn, chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng thầm mạnh cha đu vi thẳng qua rằng thầm mê dô khá lý tổ đô su thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta măng ghê na quan đề hằng sang khanh cha đu vi thô ta măng sang khê dô khá lý tổ đô sô sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Pháp Thanh tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, sa thú, con kính dâng mic trên ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc nhắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Hawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa bhuta nuhave na sada so te phuvantu te hawatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa thamma nuhave na sada so te phuvantu te Pau sapa mangalang rakan tu sapa devata sapa sangha nuvave na sada so thi và quan tu đề. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú. Con kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính thỉnh ngài nghỉ ngơi. Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng hồi hướng sau khi nghe pháp.
Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà. Dạ buổi